nào là cái sự diễn biến là nó báo hiệu, nào là ở trên trời sao, rồi xuất hiện những cái điềm này điềm nọ. Là xin thưa với quý vị, hồi năm 22 cho tới bước qua năm 23 là cái sự diễn biến nó xảy ra nhiều cái điểm là nào là tin buồn, nào là tin vui. Cũng như là vừa rồi ấy, thì cá thì tự nhiên ở đâu nó chết, kêu bằng ngang nó trôi vô bèo sông ở Nhật Bản. Rồi nào là quả ở đâu nó kéo về, ta nói không biết mấy ngàn triệu con, nào nói là cái đó là cái sự báo hiệu cho biết là sẽ có thiên tai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Dạ, xin kính chào toàn thể quý cô bác cùng chú quý đồng đạo xa gần kính mến. Thì hôm nay chúng em, chúng cháu cũng có hội ngộ đủ nhân duyên, có gặp được chú Tư. Thì cũng mong rằng những lời trao đổi của chú Tư hôm nay cũng gieo duyên đến bà con gần xa, gieo được ít căn đành, cũng mong bà con tĩnh tâm tu hành cho đến ngày long qua khai hội. Dạ, xin kính chào chú Tư. Dạ, kính hỏi chú Tư, thì qua đã bước qua năm mẹo rồi, nhưng mà cái khí trại bây giờ rất là lạ, thì chú Tư có thể chia sẻ cái suy nghĩ cũng như hiểu biết của mình cho bà con cùng nghe, thì bây giờ khí hậu như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Nguyễn Lãnh xin chào cô bác anh chị em trong nước gần xa kính mến. Thì theo cái câu hỏi vừa qua của Thành Bổn, thì căn cứ theo lời của Đức Thầy đã nói là trời giông gió, sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi, phiên dư dương gian bỏ các việc tồi. Việc tồi là cái việc mê tín đó nha quý vị, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Thì cái thời tiết hiện nay nó đang diễn biến thay đổi, là mình thấy là nó xê dịch toàn cầu trên rồi. Thì cái đó là cái báo hiệu cho mình biết là đời sắp tận diệt. Thì khi mà cái cuộc đời mà nó sắp sửa tận diệt rồi đó, thì nó báo hiệu cho mình biết tùm lum trên chuyện này chuyện nọ, nó diễn biến khắp cả trên xã hội và đất nước, là nói chung là có thể toàn cầu hết, là con người trở nên độc ác dữ dằn. Cho nên cái đó là cái báo hiệu cho biết là đời tận diệt. Nào là thiên tai thời tiết, nó diễn biến bất thường, có nhiều khi nực quá nực. Nực là có thể nói là nó làm như muốn bật không khí luôn, chịu không nổi luôn. Rồi có khi thì nó lạnh quá lạnh. Cho nên vì vậy mà cái người trí và cái người tu, cái người có cái nhân duyên đó là người ta mới hiểu. Chứ thường thường đó là không có hiểu được cái vụ này đâu. Nào là cái sự diễn biến là nó báo hiệu, nào là ở trên trời sao, rồi xuất hiện những cái điềm này điềm nọ. Là xin thưa với quý vị, hồi năm 22 cho tới bước qua năm 23 là cái sự diễn biến nó xảy ra nhiều cái điềm là nào là tin buồn, nào là tin vui. Cũng như là vừa rồi ấy, thì cá thì tự nhiên ở đâu nó chết, kêu bằng ngang nó trôi vô bèo sông ở Nhật Bản. Rồi nào là quả ở đâu nó kéo về, ta nói không biết mấy ngàn triệu con, nào nói là cái đó là cái sự báo hiệu cho biết là sẽ có thiên tai. Cho nên quý vị nên để ý đi,
là biết trơn à. Dù cho mình tu hay là không tu, cái người tu á, là bởi vì người ta theo dõi người ta biết. Còn cái người không tu á, là cái tâm linh nó cũng báo về nữa. Mà tại vì quý vị không biết, quý vị không có nghiên cứu bên đó, thành ra quý vị không có biết. Rồi về các loài vật, cái loài vật tại sao nó biết? Nó biết những cái sự biến cố xảy ra, nó biết hết trơn. Rồi nhiều khi mình không biết, mình nói loài vật nó cũng linh thính này kia, mình cũng linh vậy, mà tại vì mình không có theo dõi thành ra mình không biết. Để tôi chỉ cho cái này cho quý vị thấy nè. Bởi vì tại sao con kiến hay là hoặc là con này con nọ, khi mà có biến động xảy ra thì nó biết hết. Là tại vì nó đó, nó đói nó chỉ biết ăn, rồi nó no nó chỉ biết nằm nó chơi vậy thôi. Chứ cái tâm của nó là không có vọng tưởng như chúng sanh. Cho nên các tâm linh hoàn cầu đều có sự biến cố xảy ra là đều báo động hết. Cho nên nó biết. Rồi nói về cái loài người mình, những cái người tu hành, mà những người nào giữ được tâm thanh tịnh, hay là hoặc là theo dõi trong cái cơ thể của mình, thì như vậy là cái thế giới nó biến động. Thì xin thưa với quý vị, biết trơn à, chứ không phải không biết. Tại quý vị không có tu rồi, quý vị không có nghiên cứu rồi đó, quý vị không có thấy, không có biết được. Chứ là nó báo, cái tâm linh nó báo về cho mình trơn à. Dạ, cũng xin hỏi chú Tư, thì cái trận động đất bên Thổ Nhĩ Kỳ đó chú Tư, thì trước khi động đất là cũng như mình có thấy được cái điểm báo thì sẽ diễn ra trước không chú Tư? Nam Mô A Di Đà Phật. Coi như cái sự động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua đó, thì nếu mà nói về riêng tôi thì cái điều này tôi không có nói. Bởi vì nói ra quý vị cũng không có tin đâu nói. Bây giờ nói qua loài thú đi. Là loài thú nó có thể báo động, báo tin cho biết. Nhưng mà tại vì mình không có để ý, không có để ý rồi thành ra không có biết. Cho nên là khi mà cái tai nạn nó ập tới rồi thì trở tay không kịp. Chứ nó báo trước hết trơn à. Thí dụ như xuất hiện những cái con vật, con này con kia mà nó báo hiệu những cái gì đó, là mình nên lưu ý, để ý nó, là nó báo hiệu mình biết trơn. Cũng như ở Trung Quốc hay gì tôi quên này, mà tự nhiên quạ mà nó bay về. Nó bay về không, nó không biết là nói là bao nhiêu con mà nó đen rủi trên đó. Rồi ở Nhật thì cá kêu bằng cá mòi hay gì, nó chết là kêu bằng nó trôi vô mé, kêu bằng thôi thôi không biết tắng nào nói. Rồi ở một cái bãi sa mạc ở đâu tôi quên, tôi không có nhớ nha, là ở trên cái bãi sa mạc Khô Rang vậy đó, mà cá ở đâu mà nó lóc ở trên đó là không biết mấy tấn mà nó lóc khơi ở trên cát vậy đó. Cái đó là cái sự báo hiệu cho biết là sự biến cố của thiên tai, nó sẽ sắp xảy ra những cái điều gì đó. Cho nên quý vị không có tu rồi, thành ra quý vị không có thấy, không có biết được. Chứ tụi tôi là giờ mà biết trơn à, cho tới những cái gì sao trên trời, rồi những cái dằn mây, những cái ngọn gió, là tụi tôi giờ biết ra nè. Tại quý vị không có tu, quý vị không có biết được mấy cái vụ này đâu. Chứ bây giờ ở ngoài nước ngoài chiến tranh nhiều quá, như người ta chết nhiều quá chú Tư, như sinh linh nằm than, rồi bây giờ khí trời nó thấy nó u ám quá chú Tư. Thì tính ra như vậy là cái chiến tranh của thằng Nga với thằng Udina năm ngoái hôm nay đó, là kể như là chết những cái quan hồn đó, là dữ tợn luôn. Rồi ở Trung Quốc là lớp chết nha, là thiêu không kịp nữa. Cho nên tới cái ngày trả quả như vậy đó, thì tất nhiên những cái quan hồn đó nó sẽ biến chứng tùm lum trên đó.
chẳng hạn như là cái oan hồn của loài vật như con cá, bởi vì ở biển á, thì đánh bắt nó quá khứ rồi, cho nên là cái oan hồn nó thành lại một vị quỷ thần. Cho nên thành lại một vị quỷ thần đó thì là nó sẽ chờ hạp một cái nhân duyên gì đó, có cơ hội nào đó, nó sẽ thành một cái sóng thần, nó sẽ hại chúng sanh lại. À, cho nên vì chỗ đó mà quý vị không có biết, có thể nói là nó cái vị thần mà kêu bằng thần biển đó, thần biển là kêu bằng là các oan hồn con cá nó chết đó, là quý vị bắt nó đó, nó thành lại là thần biển, mà loại cái thần đó là thần thần độc, cho nên nó sẽ dùng những cái sức giận của nó để mà nó hại lợi mình đó. Nó có thể nó dùng lên những cái lượng sóng bề cao mấy trăm thước cho nó đập xuống một cái hỏi chứ còn gì của nó, cho nên vì vậy mà để nó trả thù lại. Có đó là kêu bằng quỷ thần biển đó, cho nên vì vậy mà đời sống của mình đó, mình chỉ biết là mình sống rồi làm rồi sống, chứ quý vị không có biết được cái nhân quả như thế nào trên. Rồi khi mà nó tới đó, quý vị mới chết hay hoặc là kêu trời trách đất, thì lúc đó làm sao mà trời đất nào cứu quý vị cho kịp, cho nên phải đành trả quả rất trầm trọng. Rồi để chút nữa đây tôi sẽ diễn tả thêm một khoảng là quý vị sẽ chết cái kiếp này, là quý vị không còn được làm người. Rồi quý vị chờ chút tôi nói qua giai đoạn đó rồi quý vị biết. Cho nên vì vậy mình làm con người á, là mình phải, dù cho mình có nghèo có đói hay là có khổ cỡ nào đi nữa, mình cũng phải giữ cái tâm tốt của mình, đừng có bỏ mắt nó. Bởi vì khi con người mình đã có cái tâm tốt, mình đã giữ nó để mình xài đó, thì xin bảo đảm với quý vị là không bao giờ quý vị khổ. Quý vị đừng có tính mưu này kế nọ, tính không có được, đừng có tính mệt mỏi lắm. Quý vị mở cái tâm từ bi ra đi, biết thương người mến vật, lấy cái tâm tốt để đối xử với loài người và loài vật, thì từ đó quý vị sẽ được cái công đức vô lượng, rồi mặc sức quý vị hưởng. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị sẽ khôn, quý vị sẽ học cao hiểu rộng, quý vị sẽ tính, quý vị sẽ làm giàu được. Quý vị nghĩ cái câu đó là rất sai lầm. Quý vị ông mấy cũng thủ kia đó, mấy vị đó là bởi vì có phước cho nên mới được làm thủ tướng tổng thống, rồi tới ngày hết phước phải chịu là khổ trầm trọng. Cho nên vì cái chỗ đó mà mình không có tính được, quý vị ơi, lo tu đi. Lo tu đi rồi giữ cái tâm cho tốt đi. Rồi trời cho mình, đem thảy vô nhà mình luôn, mình khỏi kiếm đâu trơn. Khỏi có tính toán, khỏi có kiếm ở đâu cho nó mệt. Đấy, mình làm phải, mình có phước, có đức đi rồi trời đem thảy vô nhà mình luôn. Dạ, thì cũng xin hỏi chú Tư, thì chú Tư có thấy là ở cái chiến tranh bây giờ ở Nga đó chú Tư, thì nó có kết thúc hay không chú Tư, hay là sẽ đi đánh hoài luôn chú Tư? Cái cuộc chiến tranh này không bao giờ kết thúc, bởi vì cái thời kỳ này nó đã quá muồi rồi, cho nên là nó sẽ đi tới hoại diệt luôn chứ không bao giờ kết thúc. Xin thưa với quý vị là không phải hai này nó quýnh vậy rồi thôi đâu, nhưng mà còn nữa.
còn nữa, bởi vì Đức Thầy đã cho biết là khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau. Nó nghịch lẫn hết trơn à, rồi từ từ bắt đầu là nó đụng tới thằng này cái thằng kia binh, rồi nó đụng tới thằng nọ thằng kia binh, rồi nó bắt đầu đổ nùi trơn à. Từ từ bắt đầu là nó mới mới bự ra. Nó bự ra rồi bắt đầu là nó mới đi tới cái chỗ là không còn can thiệp được. Cho nên quốc tế cũng đành bó tay luôn. Lúc đó là xả cản luôn. Muốn làm gì đó làm, cũng như là con nó quậy quá rồi cha không còn la được nữa rồi buông tay luôn, cho về làm gì đó làm. Là cái đó là nhớ đây cái hậu quả không à, bởi vì tới cái thời kỳ phải trả quả là nó như vậy đó. Nó đi tới cái chỗ tiêu diệt, nó tự nó quýnh lộn nhau rồi tự nó chết, rồi tự nó tiêu diệt nó. Chứ đâu có ai hại nó đâu. Là tại vì nó chứa cái tâm độc địa, cái tâm hung sùng, cái tâm tham lam độc địa của nó. Cho nên vì vậy mà bởi người ta nói là gậy ông đập lưng ông đó, tự mình hại mình. Thí dụ như mình giỏi, hay là hoặc là mình có cái lòng tham quá khứ, mình giỏi mình có thể là mình chế ra được cái trái bom này, mình sẽ thảy qua nhà kia nó chết. Nhưng mà thảy ra rồi chết luôn, nó chết rồi mình cũng chết luôn, chứ mình cũng không tài ba gì mình sống. Là tại vì cái tâm của mình độc địa, độc địa cho nên là không có thể nào mà thằng kia chết mà mình sống được. Cho nên hai thằng chết hết. Cho nên xin thưa với quý vị mình, ở đời mà quý vị mình lo tu đi, người nào cũng lo tu trơn đi, rồi biết thương yêu lẫn nhau đùm bọc, thì tôi nói quý vị là không bao giờ mình khổ. Mà tại vì quý vị sống biết rồi, quý vị bảo thủ quá, quý vị sống có mình nên quý vị à, ai chết ai kệ ai. Cho nên từ cái chỗ đó mà nó sẽ mắc phước, rồi mắc lòng, nó mắc tùm lum hết trơn, cho nên nó phải đi tới cái ngày hoại diệt. Cho nên vì vậy mà trời Phật không có thể nào cứu quý vị được. Cho nên trong cái thời kỳ này, thời kỳ mạt pháp, Đức Phật đã xuống đây để nghĩa là dạy cho mình tu, đặng sau này còn sống sót để lập cõi đời mới lại. Chứ cõi đời này giờ nó quá dơ quá xấu rồi, đâu có để hoài được. Cũng như cái lu nước mà nó quá tời lâu rồi, nó thúi ở dưới thúi trời, người hỏi chứ làm sao mà xài được nữa, đổ súc ra ngoài mà là chứa nước mới lại xài. Thì cái chuyện đời nó cũng vậy. Cho nên từ cái chỗ đó cho nên mình phải ráng tu. Ráng tu đi rồi rồi mình sẽ được cái phước đức, rồi sau này mình còn sống sót để hưởng thụ những cái cảnh mới mà thiên nhiên đó ưu đãi. Còn những người mà không có căn duyên, hay hoặc là không có lo tu, không có biết cái sự đạo lý tội lỗi là gì, thì kể như quý vị sẽ đi tới cái chỗ hủy diệt, rồi quý vị ra tro bụi luôn. Trong cái thời kỳ này không còn đầu thai lại nữa, là quý vị sẽ ra tro bụi hàng trăm hàng ngàn triệu năm. Thì như vậy là rất ổn cho cái cuộc đời của chúng ta, được làm người, được có cái trí khôn khéo, suy nghĩ chuyện phải chuyện quấy. Mà tại sao quý vị không tu rồi nó uổng, hết sức uổng à. Nó uổng cho một cái kiếp của con người. Cũng như quý vị thấy ở trên đời này đó, cái người tu cũng chết mà người không tu cũng chết, người nào cũng chết trơn á. Nhưng mà người ta tu đó là người ta được hưởng phước, cái linh hồn của người ta được sung sướng, được hưởng phước. Còn quý vị không tu rồi đó là quý vị chết xuống dưới rồi quý vị sẽ bị vô địa ngục, rồi quý vị sẽ bị hành phạt trừng trị bằng một cách ghê gớm. Cho nên lúc đó đó thì quý vị kể như không không có đường nào tháo ra được trơn.
Bởi vì khi mà mình bỏ cái xác này rồi đó, cái linh hồn mình không tu nó ngu dữ lắm. Nó ngu dữ lắm, kể như nó không còn biết những gì nữa hết trơn. Kể như càng đi sâu vào cái sự khổ đau thôi, chứ không có biết đường nào tháo ra trơn. Cho nên lúc mình còn sống đó, mình còn suy nghĩ được cái chuyện phải, chuyện quấy, chuyện hay, chuyện dở. Rồi đặt thí dụ như trường hợp như mình không hiểu, thì mình hỏi có người khác ta chỉ lại mình đó, thấy có phước không? Rồi dìu dắt lẫn nhau, cùng nhau tu tiến. Còn này quý vị nghĩ rằng quý vị hưởng cái kiếp này giàu có sung sướng quá rồi ăn chơi cho nó đã rồi đang chết, thì quý vị tính như vậy là rất uổng cho cái một kiếp của con người. Mà lịch sử hồi xưa tới giờ để lại đó, chẳng hạn như là các vị Phật cũng như nói là Đức Phật Thích Ca, thì kể như không ai là không biết. Thì tại sao là ngài giàu mà tại sao ngài không thụ hưởng, mà ngài để bỏ hết trơn tất cả để tìm cái con đường giải thoát? Thì cái con đường giải thoát đó thì để làm gì? Để cho cái linh hồn sau này được hưởng, không còn phải bị sanh tử luân hồi. Đó, cho nên ngày hôm nay thì ngài đã được là thế gian ca tụng là Đức Bổn Sư Thích Ca. Cho nên khi mà ngài thành Phật rồi đó, ngài dòm lại mình, ngài thương mình dữ lắm. Cho nên là ngài đã chỉ cho mình rất rõ ràng để tu để giải giải thoát. Bởi vì con đường ngài đã kiếm được rồi, ngài đã dọn rồi, thì yêu cầu mình chỉ nghe lời, mình đi ngay vô cái khuôn đó thôi. Đi ngay vô cái khuôn mà ngài đã dọn rồi đó, mình đi ngay vô đó là kể như là được chứ không có rồi. Còn lúc hồi xưa mà khi mà ngài chưa có tìm được, ngài phải chịu dầm mưa giải nắng, ngồi ngoài trời ngoài đất khổ hạnh 6 năm mà chưa có đắc đạo được. Còn mình bây giờ mình tu là lên xe xuống ngựa không, mà còn không chịu tu nữa thôi vừa tội rồi còn gì nữa. Dạ, chú Tư ơi, thì chú cho con hỏi thì tại sao bây giờ lại có chiến tranh dịch bệnh rồi nạn tai rồi thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, rồi con giết cha mẹ nữa chú Tư, sao bây giờ sao nó thay đổi quá chú Tư? Bởi vì gần tới cái ngày hủy diệt rồi đó, thì trả quả. Ai thiếu nợ nào là phải trả ngay chỗ đó. Chứ cái đời này không còn lúc nào nữa mà để hẹn hò vậy trơn. Bây giờ đặt thí dụ như gây nợ máu, hay là gây oan gia, gây những cái nghiệp sát sanh, thì phải đều trả hết. Dù cho người tu không tu gì cũng đều trả trơn. Cho nên xin thưa với quý vị, mình nói riêng về cô bác anh chị em đồng đạo mình đó, khi mà tu rồi đó, có gặp những cái cảnh khổ cũng đừng có than, bởi vì đó là trả nghiệp. Bởi vì mình muốn sang qua cái thế giới bên kia thì mình thiếu nợ ở đây, mình phải trả rồi mình đi mới được. Chứ mình thiếu nợ mình đi quanh kia đâu có lên máy bay, người ta đâu có cho mình đi. Thí dụ này vậy. Cho nên phải trả hết rồi đi qua bên kia mới được. Cho nên cái cuộc diễn biến nó càng ngày càng phức tạp và trầm trọng đối với loài người. Nó giết nhau không gươm tay. Mà mình nói chẳng hạn như là cái người ngoài đi, mình không nói đi, mà cho tới cha mẹ, con giết mẹ cha giết giết con gì, ôi tùm lum trơn, chồng giết vợ, vợ giết chồng gì, tứ sự trơn. Thì cái đó là cái sự trả quả hiện tại, gây nhân nào trả quả đó. Cho nên quý vị mà không có tu rồi là tôi biết quý vị đau khổ lắm. Cho nên là ở đằng này tụi tôi tu rồi, tụi tôi chấp nhận trả, không có đau khổ. Cho nên nợ nần tụi tôi thanh lý đâu đó xong hết. Thì chút nữa tụi tôi buông cái xác này,
thì linh hồn mới được giáng sanh. Xin thưa với quý vị là quý vị nào có tu rồi thì đừng có than nha, gán chịu nha. Bởi vì Đức Thầy đã cho mình biết rồi là chịu cay đắng tu hành mới giỏi. Mà quý vị chịu cay đắng không nổi là coi chừng quý vị rớt là thua đó nha. Bởi vì cái đó là cái trả quả. Cho nên mình phải hiểu, rồi mình phải có cái tâm đại hùng mới được. Đặng mình chuẩn bị đi đi trên cái bước đường hành đạo của mình đó, là nhiều cái nghiệp chướng để nó ngăn chặn mình. Bởi vì từ đây mà đi qua Tây Phương đó, là xin thưa với quý vị là nó tới 6 cái trạm nữa. 6 cái trạm đó mà nếu quý vị không khéo đó là kể như bị nó bắt lại trên. 6 cái trạm đó là kêu bằng là 3 cõi 6 đường đó. Là kêu bằng đường lục đạo đó. Lục là 6 đó, đạo là 6 con đường đó. Mà quý vị không khéo rồi quý vị qua đó chẳng khác nào quý vị đi đồ lậu, mà qua trạm không khéo là nó bắt quý vị trên. Nó bắt dính trên. Cho nên cái người tu của mình đó, mình phải biết ở trên đời này hoàn toàn là giả dối không à. Không có cái gì thiệt hết trơn á. Quý vị đừng có dịnh vô đó mà nói phải nói quấy, nói hay nói dở hay là được lợi lộc gì đó. Hoàn toàn là giả không à. Không có cái gì thiệt trơn á. Cho nên mình cần phải buông bỏ hết tất cả. Giữ cái tâm của mình cho thanh tịnh và trong sạch. Thì như vậy mình mới có thể đi qua được 6 cái trạm đó. Mà quý vị thấy đó, là quý vị giữ cái tâm quý vị nó mềm làm sao cũng như nước vậy đó, nó mới qua mấy cái kẻ được nha. Chứ không có cái giặc nào mà qua mấy cái kẻ được đó. Chỉ có nước qua được thôi. Quý vị thấy cái đồng hồ nó khích cỡ nào không mà nước vô còn được đó. Quý vị thấy coi là phải mềm như nước vậy mới được nha. Còn cứng cứng là đâu có qua được. Bây giờ mà đã qua năm Mậu rồi mà bây giờ chiến tranh thì nó chưa dừng, mà dịch bệnh thì cũng có nơi thì nó cũng còn dịch bệnh, nó còn cũng còn thêm những cái dịch bệnh mới nữa đó chú tôi. Chứ bây giờ khi trời bây giờ thấy nó u ám quá, thấy nó buồn sao đâu chứ sao người ta dễ bệnh. Bởi vì hiện nay đó là một là cái tiết lạnh, hai nữa là cái khí độc nó loan tỏa khắp cái bầu trời. Cho nên hiện nay đó thấy vậy đó chứ bà con mình bệnh nhiều lắm. Tôi biết bệnh là kể như là ho nè, rồi nóng nè, rồi bệnh này bệnh nọ tùm lum trơn. Thấy vậy chứ trong mình không có yên được. Là cũng do nơi cái thời tiết, rồi do nơi khí độc nó loan tỏa ra. Rồi quý vị không có biết, rồi quý vị không có thấy được cái chỗ đó. Tôi nhiều khi quý vị biết không, nhiều khi sáng đêm tôi không ngủ luôn. Bởi vì gặp cái không khí mà nó không tốt rồi là nó giặt là sáng đêm ngủ không được luôn. Chứ phải dễ đâu. Nhưng mà mình biết thì nó đỡ một chút. Ráng niệm Phật. Cho nên để nói thêm cái phần này là rất cực kỳ cho quý vị nghe. Là tại sao mình chết cái kiếp này mình không được làm người, làm tro bụi. Rồi tôi nói rồi quý vị tính nha. Quý vị tính thử coi quý vị được làm người không nha. Tôi nói rồi tôi cho quý vị tính từ cái từ con số luôn. Bây giờ quý vị nghĩ từ khi cha mẹ quý vị sanh quý vị ra, quý vị sống được 5-70 tuổi, 8-90 tuổi, nhiều khi cả 100 tuổi. Trong cái thời gian đó quý vị gây nghiệp biết bao nhiêu sinh mạng không? Nào là ăn, rồi nào là nghèo khổ, khổ quá rồi bán, làm mà cho tới bán nữa. Thì như vậy là ăn một con á, ăn một mạng á, bán lại cả 100 cả ngàn mạng. Thì quý vị tính coi trong cái cuộc đời của quý vị coi là biết bao nhiêu sinh mạng.
thì chút nữa quý vị chết, quý vị phải trả lại. Một mạng phải trả một mạng. Mà Đức Phật đã nói rồi, một mạng phải trả một mạng, mà cắt một dao phải thường một dao. Rồi quý vị tính coi quý vị được làm người không? Không có đường nào quý vị làm người nổi trơn. Thì quý vị tính trong cái thời gian mà 5, 70 năm, cả 100 tuổi ấy, thì quý vị tính coi là biết bao nhiêu sinh mạng rồi quý vị trả đời kiếp nào mà để cho hết đâu quý vị. Quý vị suy nghĩ cái chỗ đó lại cho kỹ chỗ đó đi, rồi phát tâm tu nha. Chúng sinh mình sanh ra, nhưng mà nói cái này nữa là mới ghê nè, là trong thân bằng quyến thuộc của mình làm tội rồi đầu thai lẫn lộn trở lại, rồi quý vị không biết, rồi quý vị ăn uống vô, nào là ăn, rồi nào là mằn đem lên bàn thờ cúng, mằn thịt ông bà của mình đem lên bàn thờ cúng ông bà của mình. Nhiều khi đám giỗ đám quải quý vị mằn heo nè, mằn bò nè, mằn trâu mằn dê rồi này kia, trong đó hoàn toàn là điều thân bằng quyến thuộc của mình không à. Mà quý vị mằn thịt thân bằng quyến thuộc mình rồi quý vị trở lại cúng ông bà của mình, hỏi cho tội lỗi cỡ nào quý vị thấy chưa? Mà quý vị không có biết gì trơn, quý vị nói đâu là ngon không à? Quý vị tính đâu là ngon không à? Chứ không có thấy cái dở. Cho nên từ chỗ đó mà Đức Phật mới biểu mình ăn chay và cúng chay. Bởi vì mình cúng đây đó là ông bà cha mẹ mình cũng không có ăn uống gì trơn. Cúng là để nhớ cái ngày kỷ niệm. Mình tỏ lòng hiếu thảo chứ thôi. À, để nhớ cái ngày kỷ niệm hiếu thảo. Cây có gốc, cội có nguồn. Con người của mình được thể xác và được hình hài như ngày hôm nay là nhờ có tổ tiên ông bà cha mẹ. Cho nên từ cái chỗ đó mà mới nhớ ơn cái công ơn đó, mới thờ cúng. Chứ cúng có mắc miếng thịt nào đâu, có ăn uống được gì đâu. Nhưng mà không cúng á, thì mang cái tội bất hiếu, không biết gì hết. Cho nên vì vậy mà phải cúng, nhưng mà phải cúng chay, chứ đừng có cúng mặn nha. Quý vị cúng mặn một cái rồi là tội lỗi của quý vị chồng chất luôn. Nào là quý vị mang tội nè, rồi là nào vong hồn của ông bà cha mẹ của quý vị khóc gồng với. Mỗi năm quý vị đều đưa xuống, đưa cái linh hồn những con vật xuống để cho ông bà cha mẹ mình ở dưới là giữ. Tại vì quý vị quá mê muội cho nên quý vị không có thấy, không có thấy, không có hiểu gì trơn. Cho nên quý vị không có sợ.